Mua FPT Playbox hôm nay có ngày tất cả. Hello anh em. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu bo 5 chung kết tổng của giải đấu ESL One Birmingham 2018 được tài trợ bởi nhãn hàng Intel. Đây là cuộc đối đầu giữa Virtus Pro, một đại diện đến từ khu vực CIS, và Optic Gaming. Optic Gaming thì tôi cũng không biết là nên phân loại họ vào khu vực nào, bởi vì họ có cả những player ở Bắc Mỹ lẫn cả các player ở châu Âu, nhưng mà có lẽ là xếp họ vào khu vực NA đi, bởi vì nếu như mà có phải đánh vòng loại thì họ sẽ đánh ở khu vực NA. Optic Gaming đến từ khu vực North America. Giải đấu được tổ chức tại Anh. Và đây cũng là trận đấu cuối cùng rồi. Ở trận đấu tranh giải 3 thì Pen Gaming đã vượt qua Fnatic với tỷ số là 2-1. Và đây thì Virtus Pro đến với game đấu đầu tiên. First pick, Dead Prophet, hai lượt tiếp theo đó là Sand King cũng như là Disruptor. Họ ban DIO, Clockwork và Night Stalker ở lap 3 lượt đầu tiên, lấy cho mình Dead Prophet, Sand King và Disruptor. Disruptor của solo thì chúng ta không cần phải nghĩ nhiều rồi. Pick như thế này thì Virtus Pro họ đang thực sự là muốn đẩy cái tốc độ trận đấu lên rất là cao. Sand King, Disruptor là những cái con support rất là active. Dead Prophet cũng là một con mid rất là active, có thể đi stick push đánh nhau từ rất là sớm, farm lên thì cũng rất là khỏe. Đây là một con hero mà ở cái meta hiện tại không có một trận đấu nào mà tôi không nhìn thấy nó cả. Dead Prophet đã xuất hiện ở trong mọi game, không ban thì cũng pick thôi. Optic Gaming, Peter Banam, anh PPD vô địch. Tao là PPD, tên của tao được khắc trên khiên vô địch Aegis năm 2015. 2015 dẫn dắt EG vô địch thế giới. Năm nay là năm 2018 rồi. Trải qua 3 năm thì những cái thành tích của PPD cũng không thực sự là quá nổi trội. Anh ta vẫn lọt được vào trận chung kết nói chung anh vẫn vào được top 3 của TI6. Nhưng mà sau đấy thì cũng không nhận được nhiều thành công. Bây giờ thì sau một khoảng thời gian, PPD chúng ta thử nhiều những cái vai trò khác nhau, thậm chí là đã từng làm giám đốc cho tổ chức Evil Genesis. Thì bây giờ anh ta đã tách ra, tiếp tục theo đuổi cái con đường làm pro player của mình và dẫn dắt những cái tài năng trẻ như là CCNC. Nói đến đoạn thì tôi lại buồn cười. Tài năng trẻ CCNC, Zai thực ra cũng một tài năng rất là trẻ. Zai rất là trẻ. Zai nói chung là trẻ, Zai còn kém cả tuổi của tôi, hình như Zai 97 thì phải. Pycat thì không trẻ lắm nhưng mà cũng là một người chơi có kinh nghiệm và là một người chơi tài năng. 33 thì chúng ta không cần phải nói rồi, một người chơi rất là tài năng. Virtus Pro, trong cái đấu này thì họ sẽ phải đối đầu với một Optic đã sở hữu một Lestrak, Dragonite cũng như là Rubick và Lestrak. Nhưng mà lại trên ở giữa là một con Dragonite. Pick như thế này thì lộ sừ luôn là Lestrak, chưa chắc gì nó đánh ở vị trí Dimit rồi. Chả lẽ lại gì Dragonite đi offlane, tôi không nghĩ vậy. Pick như thế này là pick hơi hiền quá, để cho Dragonite xuất hiện sớm quá. Thế là Lestrak tự nhiên lại phải đi đánh support số 4. Hoặc là đi offlane chăng? Đi offlane à? Tôi không nghĩ là Pycat anh ta sẽ chơi Lestrak carry trong trận đấu này. Áp lực từ Sand King Disruptor là một con offlane của Virtus Pro là rất là lớn. Lestrak đi safe lane, chúng lao ra chúng giết. Bên phía team Optic Gaming họ ban đi Chen, bên Beastmaster, một con Doom và một con Omnina. Nào bật chat lên xem anh em nói gì. Một số những tài năng trẻ hả? Rồi, Virtus Pro lựa chọn Skyrat Mage ở lượt thứ tư. Vậy là Sand King khá là xua kèo, sẽ là hero đi off lane rồi. Cặp support sẽ là Disruptor và Skyrat Mage. Ngay lập tức là Optic Gaming họ lựa chọn Visage ở lượt pick thứ tư của mình. Vâng, đây là cái draft mang đậm chất PPD. Một cái draft cực kỳ tham lam. Con gì cũng muốn chơi, đam gì cũng muốn có. Vừa muốn trâu vừa muốn có đam, vừa muốn farm nhanh, vừa muốn thế này, vừa muốn thế kia. Đây là một cái draft đặc, gọi là rất rất kiểu sực mùi PPD rồi. Vâng, 4 hero
như là Rubik, Vizet, Lestrade và Dragon Knight, có lẽ là nên gạt Rubik ra, nhưng mà Vizet, Lestrade và Dragon Knight thì đều phải cần có lượng level rất cao mới có thể phát huy hiệu quả. Chắc chắn pick Vizet như thế này thì sẽ để cho Vizet nằm trong tay của 33 và đánh co rồi. Lestrade sẽ lui xuống đánh vị trí số 4, có lẽ Zai sẽ là người cầm. PBD anh ta sẽ chơi Rubik ở khu mid lane, thì CCNC sẽ sở hữu Dragon Knight. Đối đầu với một con Death Prophet thì có lẽ là mọi chuyện cũng không quá khó cho Dragon Knight, nhưng nên cẩn thận bởi vì Vitus Pro những support cũng như là kể cả offlane của họ mang tính chất tấn công rất là mạnh. Chỉ cần một tình huống rotate roam ra khu mid lane thôi là hoàn toàn Dragon Knight có thể chết. Bên phía team Optic thì support của họ cũng là những con support có khả năng công thủ, nói chung là cũng khá là ok. Thế tôi đánh giá là việc tấn công nhiều hơn bởi vì nó không có skill gì gọi tạm gọi là phòng thủ cả. Sẽ phải đánh rất là khéo, Rubik và cả Lestrade nữa đều là những con hero cần phải có kỹ năng cao, cần phải những tình huống xử lý tốt. Còn Vitus Pro đấy là ban cuối cùng, họ ban đi Life Stealer. Còn tại sao lại là Life Stealer nhỉ? Visage. Thế thì Life Stealer carry Dragon Knight mid, Visage đi off lane. Lestrade Rubik đánh support. Thực ra không nghĩ cái lượt pick Life Stealer một lượt pick quá hay, khi mà họ cũng đã sở hữu Skyrap Mage cũng như là Death Prophet rồi, thậm chí là cả Disruptor. Nhưng mà có lẽ là còn Life Stealer nó là một con hero khó chịu để có thể counter lại đội hình của VP, khi đội hình của họ thì chủ yếu ở thời điểm mid game cũng chỉ dùng spell để tấn công đối phương thôi, lượng dam đến từ tay không có nhiều để có thể khắc chế được cái con Life Stealer này. Ban cũng là khá hay với Optic last pick rồi, Phantom Lancer dành cho bên phía team Optic Gaming. Vậy thì Pycat sẽ chơi Phantom Lancer hay là CCNC đây? CCNC, Dragon Knight, Pycat, Phantom Lancer, 33 cầm Visage, Rubik, PBD, Lestrade đang tay của Zai. Bên phía team VP họ đang chờ đợi để last pick lượt pick cho Ramsey 666. Thực ra thì Death Prophet hoàn toàn có thể nằm trong tay của Ramsey, còn ở khu mid lane thì No One anh ta sẽ chơi một con hero khác. Và nếu như để chơi một con hero khác trong trận đấu này đối đầu với cả Phantom Lancer vị trí khu mid lane, tôi nghĩ vẫn có một cái máy bay. Máy bay vẫn là một con hero có thể chơi được. Mang máy bay chưa? Đâu? Chính bên phía Optic bay máy bay rồi, ok. Sau này anh em mình chưa nhìn thấy lượt bay của cầu này. Optic bay máy bay rồi. Máy bay pick PL. Bên phía VP chơi gì? Razor chăng? Razor chăng? Chôn chăng? Chôn thực ra không quá hay. Hour Devourer vậy. Hour Devourer gặp Phantom Lancer cũng hơi quỳ. Anh em yên tâm, Tú Lê thì sẽ cắt ngay sau hai game đấu đầu tiên, mình sẽ là người phụ trách hai game đấu đầu tiên, còn bao nhiêu game thì Tú Lê sẽ phụ trách nốt. Anh em yên tâm, Tú thì đang vẫn đang khá là xa, hình như là vẫn chưa đi, đang cố gắng để có thể chờ ngớt mưa rồi bắt đầu đi. Vitus Pro nghĩ khá là lâu và last pick của họ sẽ là một Sven. 2018 Sven đi 2018 các bạn. Và một con Sven dành cho bên phía team Vitus Pro. Ok, chúng ta thử chờ xem họ sẽ chơi con Sven như thế nào. Hơi lag một chút. Ok, vừa nhắn tin về Tú, Tú bảo là mưa đang ngập hết cả rồi và Tú có khả năng cao thậm chí còn phải đi Grab lên trên này. Thì mình cũng không biết là bao giờ Tú có thể lên. Hy vọng là Tú có thể lên sớm vì vừa mới nhờ Tú mua nước xong Tú còn không mua được. Tôi vẫn còn một hộp cơm, vừa mới đang ngồi ăn thì đã có game rồi. Chưa ăn xong rồi bỏ đây tiến tiếp. Rồi, đến với cái đầu tiên, trận chung kết bon năm giữa Vitus Pro và Optic Gaming.
Vâng, xin các anh em một tràng pháo tay cho cả hai đội, cho Caster, cho tất cả những anh em đang theo dõi cùng cái trận chung kết giải đấu này. Pẹp, vỗ tay phân hồ. Rồi, điểm qua đội hình của cả hai bên. Solo chờ Disruptor, Sven sẽ nằm trong tay của Ramsey, Triple Six. No One ta là người chơi Death Prophet. Ở đây thì Naipasha là người cầm Sand King. Và vị trí cuối cùng Roger, anh ta sẽ là người chơi Skyrod Mage. Optic Gaming thì CCNC, Dragon Knight khu mid lane. Zai sẽ chơi Let's Rock ở vị trí support số 4. Pycat cầm Phantom Lancer. Ba anh ta sẽ là người chơi Visage và Peter Pandem, hay còn gọi là PPD, sẽ là người cầm Rubik. Và ở đây thì đã có một tình huống chờ sẵn rồi. Naipasha có được rune. Dưới này đã có cướp rune liên tục là Slow. Đánh rất đau vào người của Ramsey. Đánh rất đau. Ramsey có về được không? Pycat còn một quả xoài. Nhưng Ramsey anh ta quay ngược trở lại và sử dụng một cái Storm Hammer. Có lẽ sẽ chỉ là đuổi cho hai thành viên bên phía TVP, họ cần phải lùi xuống thôi. Ở meta hiện tại, khi mà cái turn creep đầu tiên nó sẽ không quan tâm đến aggro, nó sẽ đi ra lên đến khi nào nó gặp nhau thì thôi, thì mới bắt đầu là có aggro. Thì các team họ thường chọn cái lối chơi là pick hai con hero có thể đi lên khỏe với nhau, sau đó thì vòng ra tận khu vực này hoặc thậm chí là tận khu vực này để đấu đá, đấm thẳng vào mồm safe lane của đối phương, khiến cho safe lane của đối phương mất nhiều máu, stun thẳng vào creep để có thể ăn creep và thậm chí là còn harass được đối phương luôn. Dưới này thì Zai ta mua cho mình một cái off venom trên người của một con let's struck lên off venom các bạn. Lực lượng slow đến từ giật set cũng như là off venom nó sẽ làm cho đối phương rất khó để có thể lùi. Hơn thế nữa là đi cùng với con Phantom Lancer cũng sẽ có slow. Tốc chạy của bên phía team VP sẽ cần phải được cải thiện sớm nhờ cái hú Warcry này của Sven. Sven nên tăng sớm một điểm ở đây để có thể hỗ trợ cho đồng đội cũng như là bản thân. Nên lượng slow đến từ bên phía Nautic là rất là nhiều. Ở trên này thì Roger anh ta cũng liên tục harass vào người của Baba cũng như là cả Rubik trong này VVD luôn. VVD anh ta đang cố gắng để có thể harass ngược lại, nhưng Skyrod Mage mà lên một nôn nữa, cái khả năng chết skill, chết hit với những cái con support đối phương nó là lợi hơn rất là nhiều, thậm chí là còn chết được với cả offlane luôn. Rồi dưới này thì tiếp tục đánh nhau solo. Anh ta đang gặp nguy hiểm nhưng ngay lập tức là một tiếng Warcry lên khá tốt đến từ Ramsey. Triple Six solo đã phải lùi về rồi. Rồi có stun chính xác, solo anh ta đang cần phải lùi về. Solo gặp nguy hiểm, một hit đánh tay nữa thôi nhưng ăn xoài lên. Solo anh ta còn stick đây, chỉ là một tiếng bait. Zai cần phải lùi. Zai anh ta đang cố gắng để có thể lùi ra khỏi kinetic field, không lùi ra rồi, không pop được ngó to lên, và đó là mạng dành cho Ramsey. Bằng nice bait, well play. Solo anh ta có một tình huống bait cực kỳ hay, và ngay lập tức là Ramsey tip cho Zai để có thể khiêu khích. Bằng solo các bạn, playmaker trong tình huống vừa rồi, dụ cho Zai anh ta di chuyển vào upplay luôn Zai trong tình huống bait vừa rồi. Ở đây thì Roger anh ta cũng đang bị harass và lượng máu tụt xuống còn khá thấp rồi, có lẽ là nên lùi về. Lên mà Baba cũng đang chịu rất nhiều ảnh hưởng đến từ Skyrim Mage, đã phải ăn bình máu to của mình lên. Chỉ có team Optic họ mới có cái bài chơi cái con Visage co xếp lên như thế này thôi, đánh rất dị. Ở giờ này thì Phantom Lancer anh ta có vẻ như là vẫn đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Mua một cái gì farm và khả năng farm của Phantom Lancer dưới lên này tôi thấy vẫn là ok, chưa có sự đe dọa nào đến từ bên phía TPP cả. Đây cũng chủ yếu là một cái lên thủ hòa đến từ VP. Nếu như mà bên phía Optic họ lao lên, oh sorry anh em, miss mất một cái kill trên cùng một top lane rồi. Bây giờ thì Naipasha cũng như là Roger tiếp tục focus vào vị trí của Peter Venom. Peter Venom anh ta đang cố gắng bỏ chạy PD, liệu có chạy được không? Có chọc stun tiếp tục là một thứ bắn tay, hai hit bắn tay rồi. Bây giờ là Akimbo vào và PVD nằm xuống 3-0 dành cho đại diện đến từ khu vực CS. Solo thêm một lần nữa anh ta bị rút cái lượng máu xuống còn rất thấp. Và bây giờ thì Zai liệu có thể không trả thù thành công hay không đây? Đây là một cái lên thủ hòa của bên phía TPP. Tôi đã nói rồi, đây là một cái lên thủ hòa. Họ chủ trương là sẽ chỉ thủ hòa ở đây thôi. Nếu như đối phương lao lên thì mình sẽ phản ứng lại bằng những tình huống bật stick lên stun, sau đó lên mở giáp bỏ chạy. Rồi stun trượt rồi. Chứ còn chủ động VP họ cũng không đánh nhau ở cái lên này, bởi vì họ biết là họ kiểu gì dồn skill cũng không thể chết được PL. Nếu PL lấy một điểm 2, stun lên để có thể ăn luôn creep cũng như là harass mọi người. Pycat đánh Sven rất khó chịu. Ramsey 66, thậm chí là không tăng một điểm nào, và cliff để tránh bị đẩy lên lên quá cao. Ở khu mid lane đang có TP ra đến từ Roger, liệu có giết được CCNC trong tình huống này hay không? No One anh ta không có rune gì hết, anh ta không hiểu gì đặc biệt cả. Anh ta mới chỉ có lên cho mình level 4 thôi.
TPP ra đây làm gì đây? Rồi CCNC đã kịp ăn máu lên. Ở một tình huống TP có vẻ như là khá vô nghĩa đến từ Roger, cũng có thể là anh đang nghĩ rằng No One đang bị ganh. Nhưng mà thực ra chỉ là đi qua và tiếp trợ một quả xoài dành cho No One thôi, không có gì đặc biệt cả. Rồi đang có một tình huống pull từ PPD, nhưng Navashai ta cũng đã phát hiện ra điều này rồi, chọc stun thẳng người PPD. Đây sẽ là tình huống của PPD, anh ta nên cẩn thận, anh ta cần phải nhấc Senking lên. Đánh rất đau và ném vào người của Sky nào, không ném kịp rồi, chỉ kịp hạ con Senking này xuống và giật xếp thôi. Không, dù sao đó là một tình huống lùi về được, nhưng có lẽ là sẽ mất cả hai rune. Mất cả hai rune bounty rồi. Nhưng dưới này thì rất nhanh, tay Pycat anh ta cũng đã di chuyển về và lấy được một rune. Vậy là bên phía TVP họ ăn được 3 rune multi trong phút thứ 5 vừa rồi. Một chút lợi thế nho nhỏ về tiền. Và bây giờ thì bên phía team Vitus Pro có lẽ là họ sẽ chờ cho Ma có được level 6. Tôi nghĩ là nếu như một phút trụ sớm từ đó nào, bây giờ CCNC anh ta vào luôn rồi. No One nên cẩn thận. Vâng, PPD chạy hơi chậm thì phải, PPD chạy chậm quá, không có phun lửa, không hề có phun lửa. Và để cho No One anh ta về được. Thậm chí No One còn 5 chạc Magic Wand. Vâng, dù sao đuổi No One về trong cái turn này cũng là một điều hay, bởi vì đây là một turn có xe và Reyna có thể gây được áp lực lên trụ của đối phương. Vâng, phun lửa để có thể clear creep luôn. Rồi ghép lực luôn lên trụ đối phương. Đây là turn có xe. Ra nhặt rune DD và tiếp tục quay lại luôn. Ở đây thì sao? Ra anh ta đang cố gắng dím người Roger với set nhưng lại là giật trượt rồi. Một tình huống stun đôi đến từ Naipasha. Bây giờ Ra anh ta đang cố gắng để có thể hỗ trợ người đồng đội của mình và đã có thể hỗ trợ cho Baba giết mạng của Roger. Nhưng bây giờ thì Naipasha anh ta vẫn còn cho mình đủ mana để thực hiện một tình huống chop stun, nhưng có lẽ không chop stun được rồi. Vâng, Ra đang thi đấu chưa thực sự quá hay khi liên tục là những tình huống miss splitter. CCNC anh ta bị hút máu nhưng ngay lập tức là có một tướng TP. Vâng, gần như là CCNC đã khiến cho một trụ của bên phía team Vitus Pro phải nằm lại. Nhưng có lẽ tướng này sẽ là tình huống mà họ không ăn được tiền đến từ trụ rồi, rất đáng tiếc. CCNC không kịp ăn trụ, anh ta bị force TP về quá là nhanh. Đập smoke hai người đều là hai con support level 3. Chúng ta sẽ chờ xem là hàng support này nó sẽ thực hiện những tình huống đi gank như thế nào. Khi mà ở đây thì Roger anh ta vòng ra đằng sau nhìn thấy là CCNC rồi. Nhìn thấy CCNC giảm với cắm Watt, nhưng chưa chắc đây là tình huống mà CCNC anh ta báo cho đồng đội biết rằng ở đây có Watt. Anh ta cũng không nghĩ rằng Scarlet Mage đi vào để cắm Watt. Nhưng bây giờ thì CCNC chủ động bỏ luôn phục mid lane hay không? Không, quay trở lại rồi. Tôi đã tưởng chủ động bỏ phục mid lane. Đây thì nhìn thấy là solo Peter Van Damme anh ta vẫn chưa nhắc thì phải. Vâng, đã sử dụng cho mình Telekinesis và không thể đuổi được solo rồi. Kinetic Field được dựng ra, cắm một cái Oswald ở đây. No One anh ta đang cố gắng để có thể đuổi theo PPD, liệu có về được không? No One có lẽ sẽ đi đúng vào đường mà PPD đang đi. PPD anh ta không có TP nhưng anh ta đang trốn rất hay. Bây giờ thì Solo là người gặp nguy hiểm rồi, di chuyển ngược ra và PPD có được mạng của Solo, nhưng bây giờ có lẽ ra anh ta sẽ phải nằm lại. PPD đang là người để có thể bỏ chạy và mở đường máu cho PPD bỏ chạy, nhưng PPD liệu có về được không? Khi tốc chạy của Ma là khá nhanh, có lẽ là PPD sẽ về được rồi. Thậm chí là anh ta còn một cái Telekinesis. Còn một cái nhất. Vâng, thi thoảng thì những cái tên skill trong Dota nó cũng sẽ làm bạn líu lưỡi. Rồi, đã có một tiếng thả chim ra. Bây giờ Naipasha anh ta bị stun lần thứ nhất. Chim tiếp tục di chuyển lên stun lần thứ hai. Micro rất tốt đến từ Baba. Ở đâu đó thì có nhạc nổi lên rồi. Roger anh ta có hiểu một chặt đến từ Pycat. Vâng, rất mỏng manh. Bây giờ Pycat anh ta cố gắng di chuyển lên, chưa sử dụng double anger. Bây giờ liệu muốn double anger ra hay không này? Vâng, quyết định là sẽ lùi về. No anh ta quay lại, double anger né rất hay đến từ Pycat, và có lẽ là bên phía team Optic họ sẽ lùi về thôi. Vâng, dùng đến 3-4 người để có thể dùng đến 3-4 người để có thể gank một con support level 6 rồi. Và Pycat anh ta vẫn chưa lấy ulti. Blazer là một tiếng chop stun đến từ Naipasha. Ancient Shield vào và ngay tức là Epicenter lấy mạng của Baba ở trên này. Hai support đi gank đơn giản với nhau, không, chính xác hơn là một support và một off lane đi gank đơn giản với nhau thôi, chỉ cần Ancient Shield. Sau đó thì sử dụng một tình huống trong stun, lượng đam được dồn vào rất là nhiều. Ancient Shield này nó gây thêm rất là nhiều đam magic, khoảng 30% đam magic ở level 1. Rất bậy. Ramsey triple six top net luôn rồi.
với một con Sven anh ta cũng đang farm rất là ok. Sắp sửa có MM, liệu có những cái stack nào không? Đây có một cái stack, vâng, chính xác hơn là từ từ nào đây đang có đánh nhau thì phải. Sẽ là một tình huống mà solo cũng như là Ramsey cần phải bỏ chạy. CCNC đã đến rồi, mở form rồng mình lên chưa? Chưa mở form rồng mình lên. Tại sao không chuyển vào chiến răng dạng agility để có thể chạy nhanh hơn? Bây giờ Packet anh ta bị dính vào một cái bẫy rồi, anh ta vào sâu quá. Packet tin tưởng CCNC nhưng CCNC di chuyển lại còn sử dụng power chip Intel thì làm sao mà đuổi kịp? Phải chuyển sang dạng agility chứ thì mới có thể chạy nhanh hơn. Chống cũng không có, quyết định chase vào và để cho carry của mình phải nằm xuống một cách rất tức tưởi. Bết hà đồng đội à? Thí mạng. Sven bây giờ thì anh ta đã farm xong cho mình một cái MM rồi. Có lẽ là sắp xong một cái MM rồi. Tôi nghĩ là ở trong gà thôi chứ. Đúng rồi, ở trong nhà có cái quét tăm. 10 phút vào chít MM từng idol. Bây giờ CCNC quyết định là sử dụng form rồng của mình và sẽ push vào. Cố gắng gây càng nhiều đam lên trụ thì càng tốt. Ở đây là một tên có xe. Như Fortify được mở lên rồi. Nai Pasha thì cũng đã rất gần với một cái blink. Nói chung là chuyển power chip sang agility thì từ từ nào. Đây có một tình huống 33, anh ta đang bị stun và bị silent rồi, dồn rất nhiều đam vào. 33 có về được không? Có lẽ là không về được, không cần đến cả stun. Mở công ty lên, bật MM và chém hai con chim này thì liệu có thoát khỏi tay các thành viên PVP không? Một con chết rồi. Vâng các bạn, các anh em lâu rồi chưa chơi Dota thì có lẽ là vẫn chưa hiểu những gì mình vừa nói. Nói chung là ở phiên bản mới thì tất cả các hero đều được nhận những cái hiệu ứng giống hệt nhau. Có nghĩa là con nào cũng sẽ được nhận tốc chạy nếu như agility cao, sẽ được nhận kháng phép này như strength cao. Con nào cũng thế, chứ không phải là mỗi mình hero strength hay là mỗi mình hero AG, con nào cũng được. Ở đây thì Packet anh ta đang bị focus vào, có hút máu nhưng Packet double anger nhưng anh ta sẽ bị gửi về. Tôi chết rồi. Cố gắng để có thể chạy đến cái chiếc của mình một cách nhanh hơn. Còn chính xác hơn thì đổi power chip giúp các bạn tăng được 2 tốc chạy. 2 tốc chạy trong tình huống vừa rồi thì nó cũng có thể làm một sự khác biệt gì đấy chứ, đúng không? Nói chung là cứ lợi thì làm thôi. Quả đấy thì vẫn chưa hóa rồng, cũng chưa làm gì mà có thể để power chip Intel cả, không định spam skill gì hết. Còn lâu mới với tới. Đây, đổi power chip thì nó sẽ tăng được 2 tốc chạy, các ông cứ nhìn đấy. Đấy, nó là nhảy này. 341 nó lên 343. Thế trang bây giờ sẽ là cái hiệu ứng để có thể tăng kháng phép. Nói chung là cũng rất là lâu rồi, chắc là các anh em cũng không xem Dota, anh em cũng không chơi. Mọi thứ nó cũng thay đổi khá là nhiều rồi. PPD di chuyển ra khá liều lĩnh, cướp cái Crypt Swarm để làm gì? Lộ vị trí và chết luôn. Nục đàm rất nhanh từ bên phía team Vitus Pro, nhưng ở trên này thì Optic cũng đã xuất hiện để có thể lấy lại được những cái trụ. Nai Pasha anh ta đang có một vị trí khá đẹp, nhưng anh ta lùi về rồi. Trong khi đó thì Zai bắt đầu luồn vào để có thể tìm kiếm vị trí của Senkin. Vâng, cái trạng thôi rồi. Đây, anh em tập trung nhá. Tôi sẽ nói lại cho anh em đúng một lần cuối cùng. Đây, anh em nhìn vào đây. Đây, con Senkin này nó là tướng trạng. Thì nó được hưởng hiệu ứng đó là 4.5 Magic Resistance. Và từ từ đã nào, trên này thì đang có đánh nhau và CCNC chết rồi. CCNC nằm xuống rồi, nhưng mà 33 đã đến. Anh ta có thể hạ gục được mạng Roger hay không? Giết được mạng Roger rồi, Stone mở ra nhưng không quá đẹp. Thì bây giờ thì Epicenter. Trời đất ơi, cái quái gì xảy ra với đội hình của Optic của mình vậy? Họ biến mất. PPD không thể làm gì. 12 năm dành cho Vitus Pro mà không khoan nhượng, tất cả mọi skill đều được sử dụng. Đằng đây, tôi thì ví dụ lại vậy, Death Prophet nó được nhận 31.4% HP regen và 4.6 Magic Resistance. Nó được nhận 36 Attack Speed và 1.8% Movement Speed đến từ Agility.
và 175,5% mana regen cũng như là 6,8% spell arm. Đó, bây giờ có nghĩa là bạn cầm hero gì cũng như nhau, bạn cầm con gì cũng được, bạn cứ trang to thì bạn kháng phép khỏe, bạn cứ agi to thì bạn chạy nhanh, bạn cứ intel to thì bạn núp đam đầu, thế thôi, đơn giản dễ hiểu như vậy thôi, con gì cũng được, chứ không phải là mỗi cái con tướng main attribute mới được. Rồi PPD lại chết thêm lần nữa rồi, đơn giản dễ chơi, rất dễ trúng thưởng, một stun một vẩy. Game đầu bắt đầu trở nên chậm hơn một chút khi các thành viên bên phía team Optic họ lần lượt thất bại trong những tình huống team fight quan trọng. Họ có lẽ là đang muốn sử dụng cái thời gian của mình để có thể đi farm. Phantom Lancer anh ta đang rất cần để có thể được farm bù, đồ của Phantom Lancer đang rất nghèo. Có lẽ là đã cầm một cái ô ở khu vực này thì giết được mạng của Roger. Không kịp quay ra, có lẽ đã cầm được một cái Yasha rồi chứ. Đúng rồi, cầm được một cái Yasha. Cầm một Yasha chưa? Chưa cầm một Yasha thì phải. Hơi nghèo nhỉ, PL này hơi nghèo, nhìn con Sven to lắm rồi này. Nó đã cầm Yasha rồi, MM Yasha. Yasha cũng nó đắt hơn, khi mà recipe bây giờ nó có tận 700 tiền. Thực ra thì có những mấy anh em bảo là mình gáy về cái tốc chạy này, thì thực ra mình chả phải gáy gì. Mình chỉ thấy là anh em chưa biết thì mình giải thích thôi. Nói chung là hơn thì nó vẫn là hơn đúng không? Chả ai bảo hơn thì nó lại là kém cả. Rồi PPD lại chết một tình huống như một, bị chọc stun, bị bẩy Crit Swarm và nằm xuống. Bên phía team Optic có lẽ là họ không nên sập thẳng vào nhà của VP mà không có một cái động thái chuẩn bị trước như thế này. Rubik là người đi trước để có thể hiến mạng. PPD đã chết đã lần thứ tư trong game đấu này rồi. Tôi không hiểu tại sao anh em bảo tôi là gáy, buồn cười quá. Tôi chỉ cung cấp kiến thức thôi mà. Nói chung là không cung cấp kiến thức thì mọi người bảo không cung cấp kiến thức. Cung cấp kiến thức thì mọi người bảo là cái kiến thức không cần thiết rồi. Đây ba ba anh ta bị Static Storm hút máu và đầu anh ta mở ma ra ra, anh ta chết quá nhanh. Lượng đam bên phía team Vitus Pro là quá lớn, bây giờ lốc được cả PPD lên. Và đội trưởng cũ của EG cũng không nằm ngoài số phận, phải chết dưới tay các thành viên bên phía team Vitus Pro. Một con chim chết rồi. Liệu con chim còn lại có bay về được không? Vâng, cánh chim này rất mỏi rồi các bạn ạ. Optic cầm đầu tiên, tôi không nghĩ là họ có thể vượt qua VP. VP đang chơi một cái lối chơi nó cực kỳ chắc chắn, nhưng cũng không kém phần liều lĩnh. Họ chấp nhận đánh nhau ở những cái khu vực rất gần với trụ của đối phương, không lo ngại bất kỳ một cái vấn đề gì, lao thẳng vào. Ba ba anh ta mới chỉ có một cái hai một dominator thôi, định lên cho mình một cái hút, mà có lẽ là cái khoảng farm bị chia đều ra cho cả ba hero như là Visage, như là Phantom Lancer và như là một con Dragon Knight, nó đang làm cho bên phía team Optic mình rất khó để có thể xử lý. Tiếp tục là một cái chọc stun ra, anh ta cố gắng phá quát và anh ta đã phá quát thành công rồi, nhưng bây giờ CCNC chơi rất hay, timing rất tốt đến từ CCNC, một tiếng quan trọng, nếu như để cho No One lock kịp thì anh ta sẽ không thể về. Thi nhau control map phá quát của đối phương. Rod đã bày tốt dành cho Skyrod Mage rồi. Rất trâu, 1200 máu, cầm 2 nùn, không cần đi giày, chỉ cần cầm Willace thôi. Rồi Epicenter lao thẳng vào Pyket, anh ta đang farm ở đây rồi, bị Ancient Shield và chết. Tiếp tục là những tiếng combo đi gành giết người rất tốt đến từ Vitus Pro. Họ cắm những cái ward như thế này thì làm sao mà Optic thở được. Solo anh ta vẫn đang di chuyển lên rất cao, mình cố gắng được thể scout khu vực này xem có ai không. Và bây giờ thì anh ta sẽ TP. TP xuống khu vực Strybot. Làm gì đây? Bằng định làm gì đây? Bằng sẽ lấy ward, bằng có lẽ sẽ đi cắm ward. Có đi cắm ward không nhỉ? Thỉnh thoảng tôi cũng muốn xem những cái hành động trong game của các player thì họ sẽ như thế nào.
xem solo anh ta sẽ đi đâu, anh ta sẽ cắm Watt và anh ta muốn đi Watt ở khu vực mid lane. Cũng là một tình huống đọc bản đồ rất là hay. Khi mà ở đây thì Optic có một cái Observer Bat và liệu cái Sentry này không với tới cái Orb này rồi. Vậy là mất 2 Sentry nhưng vẫn chưa phá được Watt của đối phương, có lẽ sẽ là mất 3 Sentry. Mất 3 Sentry rồi. Không sao, biết được đối phương không qua đây thì bên phía TPP họ sẽ di chuyển vào và Roshan, thậm chí là còn bồi thêm một cái orb ở đây cho chắc chắn. Chỉ cần biết ở đây đối phương không có vision thôi, không cần phải đi qua của đối phương, chỉ cần biết là đối phương không có vision thôi. Nhưng bây giờ thì bên phía Team Optic họ đang di chuyển vào. Solo là người nhìn thấy con Centaur này, Solo của anh ta không nên đùa, anh ta có lẽ sẽ phải nằm xuống rồi. Anh ta nằm xuống rồi, nhưng ở bên đằng sau thì Ramsey đã có được Aegis of Immortal di chuyển lên trong stun đôi. Ba ba và xin dính stun nhưng No One anh ta bị cản lại. Phía sau BB lại chết Solo bởi một tình huống combo đến từ Roger. Giờ thì No One anh ta đang có hút máu lao thẳng vào. Ba ba cố gắng để có thể lùi về bị trừ sắp 2, anh ta đang nhận rất nhiều đam đau quá rồi. Ramsey chém và đang cố gắng để có thể chuyển mục tiêu sang CCNC. Có stun CCNC anh ta không thể nào mà TP về được godline dành cho No One. Và bên phía team Optic Gaming họ mất đến 3 người trong tình huống vừa rồi. Victus Pro mất một mình solo. Một game đấu này có lẽ đã thuộc về Victus Pro rồi. Rồi, MOM lao thẳng vào và cứa được một con chim của Baba. Sven, anh ta thậm chí còn không cần lên một cái blink, chạy bộ vào, đồng đội đã mớm cho, chỉ cần lao vào và quạt thôi. Senkin trong trận đấu này chơi rất là hay, Naivasha thường xuyên có những tình huống blink và chọc stun rất đẹp, được rất là nhiều mục tiêu. Dragon Knight mới chỉ level 11, thọt quá rồi. Bây giờ không biết nhường farm cho ai nữa. Rồi solo kill luôn này, solo kill luôn này. Sky support solo kill PL carry các bạn. Kém 1.300 net worth thôi. Tip cho Paket luôn, nhưng mà solo kill luôn. Đánh Roger. Roger có lẽ là support số 4 hay nhất ở CS thì hiện tại rồi. Chắc chắn rồi, khi mà VP họ đang là team có lẽ là cũng phải top 2 thế giới chăng, top 3 chăng. Lần lượt ăn những cái trụ thôi. Mở ma lên nào rồi, đang nhìn thấy vị trí của Zai. Epicenter lao thẳng vào, hơi với nhưng không sao. Zai là mục tiêu quan trọng, anh ta cần phải chết 33 giây mà không có Zai trên bảng điểm số. Giờ thì No One anh ta đã mở cho mình ma lên rồi. Còn Aegis of Immortal, còn cả thần lực, nó sẽ gồng thần lực lên. Chưa bật mở vội. Chỉ để cho Rubick cướp thần lực thôi. Rồi lao thẳng ra lên CCNC. Bây giờ thì làm gì đây? Dồn ra mọi người, CCNC chết nhanh quá. Stone nó mở ra, Ba Ba anh ta bị gửi về. Anh ta không thể làm gì, chim của Ba Ba còn rất yếu máu. Chỉ Ba Ba chết một con rồi. Roger anh ta dồn ra quá nhanh với ultimate của mình cũng như là Ancient Shield. Phải bye bye ra rồi. Và bên phía TPP thì họ lùi về. Đánh rất cẩn thận. Lùi về luôn bằng spray. Spray một cái hình con bắt chờ. Spam về cái chat. Spam về cái chat view. Một game đấu khá đơn giản ở bên phía TVP. Bên phía No One cũng đã có một cái solo crash. Họ ăn một trụ ba ở đối phương nhưng mà vẫn rất là cẩn thận. Lùi về và tiếp tục farm với cái lượng network trên lệch đến 18k mà vẫn về farm như thế này thì tôi nghĩ là Optic mình không có cửa bật nữa rồi. Bây giờ thì họ phải chia farm cho cả ba core hero. Tôi đã nói đến cái cách rap của PPD rồi. Nói chung là sặc mùi của PPD rất là tham. Anh ta thậm chí còn muốn chơi 4 co chứ không phải là 3 co. Thậm chí là nhồi thêm cả một con Lestrade đánh sắp 4 vào đây.
Anh là một chơi 4 co, nhưng mà 4 co làm sao mà kéo trận đấu được với một cái đội hình như thế này đến từ bên phía Vitus Pro. Sven rất xanh. Trông đồ Sven này, nó có bần linh rồi. 24 phút đồ như này các ông chơi nhau nhỉ. Ờ, sẽ lên trên Hygra. Nhưng đúng lúc này thì Aegis ở Immortal đã hết hạn. Nhưng mà Optic Gaming bỏ luôn. À, không đẹp. Không đẹp luôn. Nhả. Nhả luôn lên bot cho bên phía team VP. Mà không gặp bất kỳ một cái trở ngại nào. VP họ ăn lên rất đơn giản. Quyết định nhả luôn một lên. Và ăn lại một cái trụ 3. Liệu đây có phải là một cái quyết định chính xác hay không? Rồi. Tôi lại cứ tưởng ông No One này lạnh lùng phim hành động vì gì. Ông One thì ông One zombie. Rồi Piket lên kiếm chéo cho một con Phantom Lancer. Tôi không đánh giá quá cao cái con Phantom Lancer kiếm chéo ở thời điểm phút 25, đồ chỉ như này thôi. Rất khó. Bây giờ phải làm nào. Ra gặp một Sven nó vả cho hai cái chắc là chết. Farm thì cũng không thể nhanh được. Không thể Battle Fury. Micro bóng đi đâu này. Roger thậm chí còn lên cả một cái Kaya luôn. Vâng, lên luôn một cái Kaya. Spam skill cho nó sướng. Kaya khá là rẻ, 1950. Tăng cho bạn 16 Intel. Tăng cho bạn 10% Spell Arm. Bằng kích Spell Arm lên thêm 10% và giảm 10% Mana Cost. Cũng như là Mana Loss xuống. Chẳng hạn như bị Nick Burn hay bị AM chém hay bị EMP thì nó sẽ giảm xuống. Cái lượng mana bị mất nó sẽ giảm đi. Dài khu bot lên, anh ta mới chỉ có một cái giày máu và định lên Etherlands. Thực ra tôi không đánh giá quá cao, có lẽ Struck lên Etherlands. Cần phải có một cái gậy lốc, trong cái đồ này thì lại càng cần phải có gậy lốc cũng như là gậy đẩy rồi. Thậm chí có thể là Glimmer Cape hay là nói chung là gậy lốc thì sẽ đỡ được Sven một turn. Tôi không chắc là có thể đỡ Sven không. Sven nó có vào chết vào chém chắc là con Struck đi luôn, không kịp lốc lên luôn. Nếu mà đứng sau mà đối phương không kịp bật BKB thì có thể counter rồi. Ông 33 với một con Visage, anh ta vẫn phải đang trốn cùng CCNC ở đây. 20k network chênh lệch rồi. Bên phía Team Optic thì họ đang cố gắng để có thể vét nốt những tài nguyên còn sót lại ở trong khu vực rừng của mình. Mình tranh nhau farm. Piket anh ta buộc phải di chuyển ra chỗ khác để có thể tránh farm tranh của Dragon Knight. BKB dành cho No One. Pipe dành cho No One, rất trâu. Một cái Vanguard rồi, nhìn thấy được 33 rồi, không về được. Cancel TP rồi. Rồi này đấy, lốc của chúng tôi này, trẻ nó gãy người luôn. Ramsey tìm thấy được vị trí của dài. Đột nhiên thì hai thành viên bên phía Team Optic chết. Họ có buyback. Nhưng mà có lẽ trong tình huống này VP không quan tâm lắm. Rồi, thậm chí là Ramsey anh ta còn cứa xuyên được qua cả anti backdoor. Bây giờ bên phía team Vitus Pro họ sẽ di chuyển lên. Vâng, Roger lại còn nhặt được cả một cái rune hex nữa. Bây giờ sẽ di chuyển lên rồi. Ramsey, anh ta đang đứng đầu, anh ta còn bị nhấc lên. Vâng nghe, tức là một tiếng silent vào epicenter đó vẫn chưa được tung ra thì phải. Vâng, đằng sau thì Night Watcher vẫn đang đợi. Vâng, tôi đã chờ đợi tình huống mà anh ta dìm luôn CCNC xuống. Nào, CCNC lao ra rồi, có stun. Bây giờ là epicenter hai người, có cả ultimate ra đến từ solo. Có bắt trong mò các bạn ơi, thôi xong rồi. Không còn gì cho bên phía Optic mình nữa, di chuyển vào đó rồi, anh ta đang được Glimmer Cap, tiếp tục được Fox Stab đi. Anh ta cố gắng quay người trở lại, chói vào người của Piket được không, chính xác hơn là chói vào một cái bóng, nhưng Piket anh ta vẫn nằm xuống rồi gửi về. Đứng lại để có GG và có lẽ là game đầu tiên. Đã nói lên sức mạnh của Vitus Pro rồi, 33-7 dành cho VP. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với game đấu thứ hai.
là một game đấu rất thuyết phục, rất đơn giản này cho Virtus Pro. FPT Playbox biến TV thường trở thành Smart TV. Kho nội dung phong phú, tương thích với mọi loại TV, sử dụng với mọi nhà mạng, truyền hình xem lại lên đến 48 giờ. 150 kênh truyền hình đặc sắc. Các chương trình thể thao độc quyền. Hàng ngàn bộ phim bom tấn Hollywood. FPT Playbox, xem không giới hạn.